Vũ khí đối với một tướng trong liên minh là vô cùng quan trọng khi nó có thể là nguồn cơn sức mạnh giống như các Darkin hay khiến cho những người thường trở nên mạnh mẽ vô song như Jayce hay Victor. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những tướng kể trên, liên minh vẫn tồn tại rất nhiều anh hùng có khả năng tận dụng sức mạnh chỉ bằng tay không cũng như thi triển phép thuật bằng ý chí. Vì vậy hôm nay cùng xem game.com tìm hiểu top 8 tướng không cần vũ khí nhưng vẫn có thể đối đầu sòng phẳng với mọi kèo trong liên minh. Lee Sin. Mở đầu bản danh sách chính là đứa con xuất thân từ khu rừng già có nguồn gốc từ vùng đất đầu tiên, Ionia. Là một môn đồ đầy nghịch ngợm của tu viện Sojin, Lee Sin từ khi chỉ còn là một đứa trẻ đã có một tính cách tự cao khi cho rằng Long Hồn đã chọn anh để nắm giữ sức mạnh của nó. Tuy nhiên, mãi cho đến khi bị trục xuất vì tính kiêu căng và nhìn thấy đồng môn cũng như sư phụ ngã xuống dưới tay kẻ thù, Lee Sin mới có thể thức tỉnh được Long Hồn mà bấy lâu anh tìm kiếm. Chỉ bằng những đường quyền và cước, Lee Sin gần như phá tan hàng ngũ quân xâm lược, đánh đuổi được kẻ thù. Thế nhưng chính vì sự hoang dại cũng như một nguồn sức mạnh khó kiểm tỏa, Lee Sin vô tình làm mất đi ánh sáng của đôi mắt. Chính vì sự mất mát quá lớn, Lee Sin đã thức tỉnh chính bản thân và dần chế ngự được sức mạnh của Long Hồn hoang dại bên trong. Với một thầy tu có ý chí chế ngự được sức mạnh, kết hợp cùng linh hồn được người Eonia sùng bái không gì có thể so sánh bằng. Lee Sin xứng đáng là một đối thủ đáng gờm, cho dù đối thủ của anh có là những Darkin đi chăng nữa. Udyr, người bạn chí cốt của Lee Sin và cũng là một kẻ được các tinh linh lựa chọn nơi vùng đất lạnh giá Pheliot, không ai khác chính là Udyr. Được miêu tả là một thực thể còn hơn cả một con người, Udyr là thể xác chứa đựng sức mạnh không gì chế ngự nổi của các thú hồn nguyên thủy Pheliot. Khi bản năng trỗi dậy, ông có thể trở nên bền bỉ, nhanh nhẹn và hung bạo đến khó tin. Bằng cách tổng hòa quyền năng của các tinh linh, Udyr sẽ trừng trị bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm trật tự tự nhiên của thế giới. Trong trận chiến bên cạnh Lee Sin, Udyr cho thấy một sức mạnh khó tin khi có thể đứng vững trước sức tấn công của kẻ địch. Vận sức từ những loài dã thú mạnh mẽ, dồn nguồn năng lượng bất kham của chúng vào bên trong những đòn đánh phàm trần của mình. Udyr có thể tung ra những đòn tấn công nhanh, mạnh, kết hợp điểm mạnh từ các loài thú trong tự nhiên. Ngoài ra, Udyr còn cho thấy khả năng chịu đòn vô hạn khi vẫn đứng vững dù cho những thầy tu của Ionia đều đã bị thương trước lưỡi kiếm của kẻ thù. Với một sự hoàn hảo từ phòng ngự cho đến tấn công, Udyr là một đối thủ đáng gờm kể cả với Lee Sin trong liên minh. Tamar cũng sở hữu khả năng công thủ toàn diện và sức mạnh đến từ linh hồn cổ xưa, chính là kẻ được khai sáng của Ionia, Kama. Cô là hiện thân của một linh hồn cổ xưa đã tái sinh vô số lần, mang theo tất cả ký ức tiền kiếp sang mỗi cuộc sống mới và ban phúc cho nó với sức mạnh ít ai hiểu thấu. Mặc dù tiền kiếp của Kama luôn gắn liền với hình ảnh ôn nhu, xoa dịu người dân và để cho xung đột qua đi, thế nhưng cô lại mong muốn được cống hiến sức mạnh để bảo vệ chính vùng đất của mình theo một cách mạnh mẽ nhất. Chính điều đấy đã khiến cho Kama rơi vào tình thế phải tay không đối đầu với một viên chỉ huy của Noxus. Mặc dù vậy, Kama gần như áp đảo hoàn toàn khi có thể tận diệt con tàu cũng như toàn bộ thủy thủ đoàn chỉ trong một hơi thở. Với nguồn sức mạnh phá hoại cường đại mà cô đang nắm giữ, Kama chắc chắn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi phải solo 1v1 với bất cứ kèo đấu nào trong liên minh.
Tam Kench. Nếu như với những tướng khác, vũ khí của họ thường là một cây kiếm, rìu hoặc là gậy phép, thì Tam Kench chính là ngoại lệ khi hắn lại dùng một thứ vũ khí mà ai cũng có, chính là chiếc miệng và bao tử size XXL của mình. Được biết đến với vô số cái tên trong suốt chiều dài lịch sử, con quỷ Tam Kench đi khắp những con nước ở Runeterra, thỏa mãn cơn thèm ăn vô độ của nó bằng sự thống khổ của những người khác, truy tìm những con mồi xấu số bất cần và nuốt chửng chúng vào một cái bụng sôi sục không đáy. Tam Kench về cơ bản là một thủy quái giống như các truyền thuyết về quái vật hồ Loch Ness. Hắn có thể nuốt chửng nạn nhân bằng những dao kèo, cũng như có thể làm choáng một chiến binh đầy giáp trụ cách đó cả chục bước chỉ bằng một cú đá lưỡi. Ngoài ra, với một chiếc bụng đói luôn cồn cào, có thể nuốt chửng cả một chiếc thuyền cũng như bất cứ ai, Tam Kench hiện lên như một con quái vật đáng sợ, xảo quyệt nhất mà không ai muốn đối đầu. Volibear là hiện thân của sự hủy diệt, sức mạnh và bão tố. Volibear đại diện cho quyền năng bất khả kháng và cơn thịnh nộ của chính vùng đất Felios. Có rất nhiều truyền thuyết về vị bán thần này và hầu hết chúng đều thể hiện được sức mạnh của Volibear trong những ngày đầu khai sinh ra Felios. Hầu hết những quả núi, con sông hay thung lũng đều do một tay Volibear tạo ra sau những trận chiến long trời lở đất với những con quái thú khổng lồ. Cũng chính vì có sức mạnh của một bán thần khai thiên lập địa, Volibear được các bộ tộc đầu tiên hết lòng thờ phụng và nể sợ. Volibear thời điểm hiện tại trong truyền thuyết gần như không có giáp hay vũ khí gì trên người. Thứ mà vị bán thần này từng đeo chính là chiếc áo giáp được rèn bởi người anh trai Orn. Thế nhưng vì xung đột với nhau nên giờ đây Volibear chỉ dùng chính sức mạnh bẩm sinh của mình để chiến đấu. Và dù chỉ chiến đấu bằng móng vuốt, vị tướng này vẫn cho thấy khả năng của mình khi có thể lấy đi ánh sáng của một phù thủy quyền năng như Lysandra và giành chiến thắng. Zoe là hiện thân của sự tinh quái, trí tưởng tượng và thay đổi. Zoe nắm giữ vai trò sứ giả vũ trụ của Targon, truyền bá những sự kiện trọng đại có thể thay đổi thế giới. Chỉ riêng sự hiện diện của cô thôi đã đủ bẻ cong thực tại, đôi khi gây ra những biến cố vô tình. Khi còn là một cô bé, Zoe đã được thượng nhân hoàng hôn chọn làm hiện thân tiếp theo của mình. Zoe vốn dĩ là một cô bé ngây thơ và sẽ phản ứng hết sức tự nhiên, hành động hết sức bình thường với những thay đổi. Thế nhưng, ẩn sâu trong nét tính cách độc đáo, có phần hơi phá phách, trẻ con, Zoe lại là một thượng nhân có một nguồn ma thuật cực lớn và vô cùng nguy hiểm. Mặc dù không quá quan tâm đến việc tranh đấu, thế nhưng Zoe lại có thể giải thoát cho Aurelion Soul, một thực thể vũ trụ cực mạnh, hay là đối đầu với thượng nhân chiến tranh Pantheon. Ngoài ra, việc có thể sống hàng nghìn năm tuổi cũng là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sức mạnh của Zoe không hề đơn giản. Anivia, chị gái ruột của Volibear, đồng thời là một hộ thần cổ xưa, một pháp sư có thể điều khiển sức mạnh và sự cuồng nộ của Freyot, kêu gọi tuyết và những cơn gió buốt bảo vệ quê hương khỏi kẻ thù. Khác với hai người anh em của mình, Phượng Hoàng Băng Anivia đã chết đi và tái sinh vô số lần. Thế nhưng mỗi lần chết đi, Freyot gần như chuyển mình sang một kỷ nguyên mới. Mặc dù là một bán thần nhân từ và luôn giúp đỡ mọi người, thế nhưng Anivia luôn quan niệm phải bảo vệ Felios bằng mọi giá. Với quyền năng của một bán thần có thể hô mưa gọi gió, điều khiển sức mạnh và sự cuồng nộ của cả vùng đất, Anivia là một đối thủ rất đáng gờm với mọi kèo đấu,
kể cả đối thủ có là một pháp sư hùng mạnh như Lissandra đi chăng nữa. Rise, cái tên cuối cùng và cũng chính là người nguy hiểm nhất của liên minh, pháp sư nắm giữ các cổ ngữ. Được nhiều người coi là một trong những phù thủy cao tay ấn nhất Runeterra, Rise là vị đại pháp sư cổ xưa với gánh nặng không tưởng đè trên vai. Sở hữu sức mạnh không giới hạn và vốn hiểu biết sâu rộng về kiến thức thần bí, ông dành cả đời tìm kiếm cổ ngữ thế giới, những mảnh vụn ma thuật nguyên bản đã từng tạo nên thế giới từ hư không. Nếu như với mọi pháp sư, hầu hết sẽ có một công cụ để có thể điều khiển sức mạnh ma thuật, thì với Rise, ông gần như chỉ dùng tay không để chiến đấu. Với những điều đã làm được, cùng với việc nắm giữ gần hết những cổ ngữ của Runeterra, Rise gần như có thể đối đầu với rất nhiều các tướng khác trong liên minh, kể cả là những cái tên trong bản danh sách này cũng không phải là vấn đề quá to tát. Theo bạn thì trong liên minh còn tướng nào cực mạnh mà không cần dùng vũ khí không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!